第8課遺伝文法を勉強しましょう。にもかかわらず、彼は月曜日、友達と映画を見に行きました。火曜日はカラオケに行きました。水曜日は飲み会に行きました。毎日遊んでいましたね。あんまり勉強しません。でもテストはよくできました。100点を取った。ですが、私は毎日勉強して0点でした。彼は毎日遊んでいたにもかかわらず、テストで100点を取った。というのは、毎日遊んでいたのに、テストで100点を取った。Hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc ni mo kakawarazu. Có nghĩa là gì ạ? Nó sẽ giống với nghĩa với cấu trúc no ni mà chúng ta đã học. Có nghĩa là anh ấy ngày nào cũng vui chơi thôi, nhưng mà lại được 100 điểm trong bài test. Trong khi đó tôi thì thế nào ạ? Học bài chăm chỉ nhưng mà kết quả lại không tốt. Nó sẽ mang thêm cái cảm giác bất mãn của người nói. 試験に合格できるように毎日頑張って勉強しました。でも結果は良くなかったです。がっかりしました。毎日頑張って勉強したにもかかわらず、試験に合格することができなかった。にもかかわらずは、のにと同じ意味です。Mỗi ngày thì tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng mà lại không thể thi đậu được. Như vậy sẽ kèm theo cảm xúc như thế nào ạ? Một chút bất mãn, một chút thất vọng. Thì nét nghĩa này sẽ giống với cái sắc thái mà nồ nỉ nó thể hiện. Có nghĩa là mặc dù như vậy, nhưng mà cái kết quả lại không như mình mong đợi. にもかかわらずの意味は、のにという意味ですね。như vậy, ý nghĩa của にもかかわらず thì giống với ý nghĩa của のに。mặc dù như vậy, nhưng mà kết quả lại như thế này. Thường cảm xúc đi cùng với cấu trúc này sẽ là bất mãn, thất vọng, ngoài sự kỳ vọng, ngoài mong đợi của mình.につれてクリスマスに皆さんは何をよく食べていますか？ケーキとかチョコレートとかチキンとか。じゃあ一緒に見ましょう。じゃあケーキ屋ですね。電話をかけている人はケーキを予約する人です。カレンダーを見ましょう。16日は27人ケーキを予約しました。次の日は33人でした。18日は39人になりました。次の日は42人になりました。20日は46人ですね。21日は50人になりました。毎年クリスマスが近づくにつれてクリスマスケーキを予約する人が増える。近づく là động từ gì ạ? Đến gần. Như vậy mỗi năm khi mà ngày Giáng sinh đến gần ngày Giáng sinh thì những người đặt bánh thì tăng dần lên. Như vậy chúng ta thấy có một sự kéo theo, đó là càng về gần ngày Giáng sinh thì số lượng người đặt bánh sẽ càng tăng dần lên. Như vậy khi một
sự việc gì đấy thay đổi sẽ kéo theo một sự việc khác thay đổi. Lúc đấy chúng ta sẽ dùng động từ nitsurete. もう一つの例です。1月は仕事が暇です。仕事が少ないです。でも年末に近づく9月、10月、11月、12月になったら仕事が多くなってしまいます。 年末に近づくにつれて仕事は忙しくなるものだ. Như vậy chúng ta thấy có một sự thay đổi nào song song đi cùng với nhau ạ. Thứ nhất đó là nếu mà thời gian chạy gần về cuối năm, 年末に近づくにつれて, thì điều gì cũng sẽ thay đổi theo. Đó là số lượng công việc cũng tăng dần lên, công việc trở nên bận rộn hơn. Như vậy câu này chúng ta sẽ hiểu là càng về gần cuối năm thì công việc sẽ trở nên bận rộn hơn. Như vậy chiều thời gian thay đổi thì số lượng công việc cũng sẽ thay đổi. Nitsurete no imi wa totomo ni. Ippo no henka totomo ni taho mo kawaru koto o arawasu. Totomo ni thì chúng ta có thể hiểu là cùng nhau. Như vậy ippo no henka totomo ni taho mo có nghĩa là cùng với sự thay đổi của một chiều nào đấy thì một chiều khác cũng sẽ thay đổi theo. Thì cấu trúc nitsurete dùng để diễn tả điều đó. Và chúng ta có hai cách dùng đứng trước nitsurete. Thứ nhất là động từ nguyên mẫu jishoke hoặc là danh từ đi với nitsurete hoặc nitsure. に例えられて ở đây chúng ta thấy có một chữ kanji đúng không ạ? Chữ này sẽ thường xuất hiện trong trường hợp nào? Lúc đưa ra ví dụ mà mình thường hay đọc là re, đó chính là ví dụ に例えられて. この女の人はどうですか? とても綺麗でしょ? 美人と言いますね. これは バラです。綺麗な人はバラに例えられる。綺麗な人はバラに例えられる. Như vậy chúng ta có thể đoán thử xem câu này muốn nói điều gì ạ. Chúng ta thấy chủ ngữ là 綺麗な人, một người xinh đẹp, バラ, hoa hồng, và に例えられる là cấu trúc chúng ta đang đề cập tới. Và như lúc nãy sensei có nhắc đến, chú ý ở đây kanji là chữ lệ, là ví dụ đúng không ạ? Như vậy câu này chúng ta có thể hiểu là những người đẹp thì được ví như là một đóa hoa hồng. Kono otoko no hito wa dou desu ka? Ugoki wa hayai desu ka? Osoi desu ka? Osoi desu ne. Kame. Kame ở đây mọi người thấy là con rùa đúng không ạ? Ugoki ga osoi hito wa kame ni tatoeraru. Ugoki ga osoi hito có nghĩa là những cái người hoạt động chậm chạp thì được ví như là con rùa. Ni tatoerarete no imi wa hiyu という意味 desu ne. Có nghĩa là đưa ra ví dụ, đưa ra một cái hình tượng nào đó giống như là một sự ví von. Và trước ni tatoerarete là một danh từ. Ni chigai nai. Chúng ta thường gặp cụm chigai trong động từ chigaimasu. Có nghĩa là khác đúng không ạ? Và chúng ta có thêm na ở đằng sau nữa. Mà nai thì mình sẽ ngầm hiểu là arimasen. Như vậy ni chigai nai chúng ta có thể hiểu là gì? Mọi người thử đoán trong đầu xem như thế nào nhé.
一緒に見ましょう。 レストランですね。レストランの前はいつもたくさんの人が並んでいますね。 人がいつも多いです。 あのレストランは料理は美味しいに違いない。 もう一度読んでみましょう。 いつもたくさんの人が並んでいるから あのレストランの料理は美味しいに違いない。 Vậy câu này chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Lúc nào cũng có rất nhiều người đứng xếp hàng ở trước nhà hàng này. Như vậy, mọi người sẽ đoán thử được chuyện gì? Ở đây phỏng đoán của người nói là thức ăn của nhà hàng này thì chắc chắn là ngon. Nichiga này không thể nào khác đi được. 次の例です。 男の人は車が何台持っていますか? 数えてみましょう。 7台ですね。 トムさんは車を7台も持っているから お金持ちに違いない。 Như vậy chúng ta thấy là anh Tom này có đến tận 7 chiếc xe hơi. Như vậy anh ta chắc chắn là giàu rồi. Không thể nào khác đi được. お金持ちに違いない. に違いないの意味は確かに推測する という意味です. Như vậy に違いない chúng ta sẽ dùng khi mà thể hiện một cái sự phỏng đoán với cái mức độ chắc chắn. Chúng ta có thể dịch là chắc chắn là không thể nào khác đi được. Và trước ni chì ai nai sẽ là phật sự kệ, thể ngắn đúng không ạ? Đối với danh từ và tính từ được tui na, chúng ta có thể dùng đê à rư ni chì ai nai. Ê này. Watashi tachi wa ima chikyu ni sunde imasu ne. 右の方は月です。 じゃあ、全ての人が月に住むなんて今はまだありえない。 全ての人が月に住むなんて今はまだありえない。 ありえないというのはできません。 可能性がありません。 という意味です。 Trong ngữ cảnh này thì chúng ta hiểu như thế nào ạ? Subete no hito, tất cả mọi người thì sống ở trên mặt trăng. Bây giờ thì đã có thể thực hiện điều đó chưa? Ima mada arienai. Bây giờ thì vẫn chưa được, vẫn chưa thể làm được chuyện đó. Chúng ta cùng xem thêm một ví dụ nhé. Ima no kimochi wa kotoba de ii arawashienai. えないというのはできませんですね. Như vậy câu này chúng ta có thể hiểu là cảm xúc của tôi lúc này thì không thể nào diễn tả bằng lời được. えない chỗ này chúng ta cũng hiểu là できません. Hoặc là 可能性がありません. Cái tính khả thi không có. えないの意味は 何々の可能性がない. Có nghĩa là không có khả năng xảy ra cái chuyện gì đấy. Và trước えない sẽ là động từ bỏ mas. Một lưu ý nữa, đó là trái nghĩa với えない thì chúng ta sẽ có cấu trúc える và một cách đọc khác là うる. Có nghĩa là 可能性がある. Có khả năng đó, có khả năng xảy ra chuyện đấy. Và trước える hoặc cách đọc ừる thì cũng là một động từ bỏ mất. まとめましょう. にもかかわらず. Cấu trúc này thì sẽ giống với ý nghĩa của cấu trúc のに, thể hiện sự bất mãn, thất vọng.
không được như mong đợi. Câu trúc số 2, nitsurete, có nghĩa là kéo theo cùng với sự thay đổi đó là một sự thay đổi khác. 3 bạn, tatoe ra đề được, có nghĩa là lấy ví dụ, ví von. Có thể xem như là gì đấy. Nichiganai, không thể nào khác đi được, chắc chắn là như vậy. Câu trúc cuối cùng, enai, có nghĩa là kanose ga nai, không có khả năng đó. Bunbo no setsume wa ijou desu. Nani ka wakaranai tokoro ga attara komento shite kudasai. Otsukare sama deshita.